quan hoàng mười sân thủ sông e an ninh về huyện thiên bản làm quan sông phủ dày. Cầu ô đem bắc sông ngân ngồi sông cung quá hoàng ngồi sông cung nghe quá đêm xuân xuân đi mơ màng bóng bóng trăng bóng trăng soi tỏ cành sương kỳ đà tam tất nhiên xa cũng xương xa cũng người bằng tiên thủy tiên diều dắt ra đòn mời bạn thủy tiên thủy tiên diều dắt ra đòn mời dập ra đón bởi bảy nâu khao khát kìa bảy nâu khao khát đầy vơi sao đánh vượt bể đào bể đào đến tới ngàn xanh về hôm nay thì mong hoàng về
sớm hôm nhang khói nhang đăng phụng thờ chân kinh có chữ Tam Bồ. Chân kinh sở tại Nam Mô A Di Đà Phật, hoàng đi xâm đồng phép hoàng lục chi thần thông. Tài mã dâng lên kim ngân, tài mã dâng lên hoàng về tâu đôn phê biên rõ ràng vì rõ tư chữ trường sinh. Ông hoàng mười chứng tâm
hiểu lòng thành. Nói rằng nghề đất nghề An có anh hùng hào kiệt, tiếng quan hoàng mười ngày lập liệt từ ngàn xưa, cùng vùng hươm lên mình ngựa phất cờ, ra tay gìn giữ cõi bờ nước Việt Nam. Chứ cũng có phép quan hoàng mười ngày lên rừng xuống biển, chỉ chờ ra về phù tiên lâu son, cùng có phen ngồi ngắm bóng trăng tròn, khi xem huy nở khi chờ tối mai chờ trăng trăng lên. Ngờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
kính kỳ sứ lệ. Còn nghe nước xanh quan hoàng người. Đường về Nghệ An ngàn mây xanh thắm, nắng sớm lòng lành, núi hồng soi bóng sông Lam, tiếng chim ca hòa trong gió công rộn ràng. Về Nghệ An thấy lòng xuyên sao, nghe danh thơm nghe quan hoàng người vang, xin cúi đầu thắp mộ tuần nề nha. Xin quan nghe hoàng người ban cho phước nghe lớn nghe ban đắp buồn mày xuôi ngược néo đông từ tây bước chân đi hoàng đưa đôi giáp tay ngày ngày đời gian nan khó nhọc từ ban nghe ai nhất tâm mê hoàng người ban nghe lương bóng hoàng nghe sẽ được bình minh Nghệ An. Từ Nghệ An quan hoàng giáng lâm nơi này, đường xa thăm thầm mê đâu ai gió mưa đêm này. Ngộ đến đây đông nghề sang bóng bóng quý quan hoàng ngất ngây. Sau trước gần xa xem ai hữu duyên hoàng thượng. Ông ban cho đồng một ngày ngày dầu ngân sáng tiếng. Nước danh ba miền cửa nhà xa xử bình an. Dù trần gian đâu còn vẫn vương mơ màng, vì thương ghế hoàng đến ông mười giáng lâm đàn trà. Đệ tử con nghe cầu mong đức tiên bái Phật tuyên kinh ngài, quan hoàng giáng lâm chứng cho ghế ông thành tâm. Ông ban nghe cho đồng mà ngày ngày tài như xuyên chi, tháng năm ban lành tâm mà thành phúc tự vẫn lai. Khi ông sáng đồng như vầng hào quang tươi sáng, tiếng ca khúc đàn nghe đón hoan vui ngự trần gian. Cúi xin đồng nghề ban phúc cho thành đồng, cho tiếng như ca cung đàn cho người đời chúng con được giàu sang. Nước non bốn phương thành bình minh, được đời đời cháu con hiền bình minh. Người ta ai mà có lần may mắn ngắm mê sông sông nhang hoàng, ngự đồng anh bóng khắp dương sáng. Mới may trong việc đạo lành đẹp dạng đời có ai bằng quan. Nhưng khi ông sáng trên công đồng đẹp dạng đời sáng như hào quang. Người ta nam bắc đông tây buôn trăm nghề gặp may, con đi biệt để mai mê say dâng cung đàn tiếng ca xin quan hoàng chứng tâm.
mười ngồi nghe câu phủ câu thơ câu hò ở trong mây suối lệ chúng còn nhất nhất tâm dâng hoàng tâm nhất tâm con dâng hoàng gian nan nghiêng vất vất vả đã gian nan vất vả cũng nhiều rồi nhưng từ nay hoàng cho mi trở lại hoàng vương không kém mãi ở trên đời không kém mãi ở trên đời rằng ngày xưa ai biết mà chỉ ai rằng ngày xưa này với họ vương cùng với họ nguyệt ai biết chi ai đâu vì chúng trong nghiệp mẹ khắp nên đào áo đỏ mới lên con sụp xuống lên một nhà thực mới lên con sụp xuống lên một nhà ơn trên đi như bể trời ơn trên như bể mà như trời ơn ninh hoàng con xin nguyện hòa vương nam tôi cho tính này trọn đời sẽ làm tôi cho tính này bạc đầu tim khốn nay ta phải cầm đồng thời chim khốn ta phải cầm đồng câu non cùng với mi thuốc là các o chiều lòng hoàng hoàng người ăn chơi vẫn dù hoàng vẫn dù góc bề chân trời không đâu khang trang mà lịch sử bằng đền đây ông đang mi ngự đồng bằng bằng đền đây ông đang mi ngự đồng lệnh đất ẩn mà nghiêng trời ăn chơi lệnh đất ẩn mà nghiêng trời nhưng khi ra hầu thành thì rất khoan thai nhẹ nhàng rất khoan thai nhẹ nhàng tình ngộ bằng người trần tích bạc này tỉnh lang những cái hò vương tu nhân cùng là tích tích đức đức để đời sống được an nhẹ nhàng cho cháu con được an nhẹ nhàng mà chưa tan diều đào chưa cạn lòng lòng mà chưa say ốc diều đào mà làm được hoàng say thơ chi mà để hoàng ngất lòng mà hoàng nay nay ngất lòng hoàng mười say điệp chữ dĩ đà say trắng tình đuối say hoa bốn mùa ông say hoa bốn mùa cho bốn mùa xuân hạ thu đông cho bốn mùa xuân hạ đông đông mùa xuân đông hoàng mười ban lộc đồng mùa đông ông tiếp mẹ tài cả năm hoàng ban mẹ tài mười về đông nhà
chuyện nhỏ thì họ Vương hai ba câu rằng nghe ông ơi, họ Vương ơi, từ nay ông cho mi trở lại thì được phúc lâu, cho giàu bên được phúc lâu, cho giàu bên. Kìa ai ơi anh ở mày cho anh kiếp này mà không đặng mười sẽ để dành mà kiếp mà sau nào trời chứ có phụ ai đâu, sở nguyện mà được là như như ý ông cho, sở cầu được tông tâm có sở cầu rồi sẽ được tông tâm. Dạ áng mây vàng ở trên thượng thiên, các cô sẽ dạ áng mây vàng cười còn xích hiểu rộng hoàng người về sân thủ nghệ áng. Sao lần lành ra